Thưa quý vị và các bạn, Chi hội Phụ nữ tiêu biểu là giải thưởng thường niên của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành quả của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện phong trào thi đua và công tác hội tại cơ sở. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức xét chọn những chi hội phụ nữ xuất sắc tiêu biểu để tôn vinh. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng các chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2021, năm Đại hội Phụ nữ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Ngay từ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng công trình thi đua. Mỗi hội viên là một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức từ năm 2008 đến nay đã được 15 năm, thì đã có 150 chi hội trên 1.202 chi hội trên toàn thành phố đạt giải thưởng. Và như chúng ta đã biết thì năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp cũng là năm dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì các cái chi hội tham gia giải thưởng chi hội đã tổ chức nhiều cái hoạt động, tổ chức phong trào thi đua, công trình thi đua và hoạt động hội đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Mỗi chi hội là những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, chi hội phụ nữ thôn Dương Lâm 2 với mô hình sống xanh đã vận động hội viên khai hoang khu đất trống 250m² để cải tạo, trồng trên 100 gốc chuối và sả, vừa bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ cho chi hội. Khi dịch COVID-19 bùng phát, chi hội đã tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh. Không chỉ thực hiện hiệu quả công tác hội, phụ nữ thôn Dương Lâm 2 còn vận động chị em tham gia sản xuất, đem lại nguồn thu nhập thêm ổn định cho gia đình trong việc phát triển mô hình trồng hoa tại làng hoa Gò Giảng. Vận động các chị em tham gia sản xuất, có lòn hoa Gò Giảng, thu nhập mỗi tháng của mấy chị, ví dụ như đợt Tết là từ 8 đến 10 triệu, nhưng mà những ngày bình thường chỉ là 4 tới 5 triệu. Gia đình vận động thành viên trong gia đình trồng hoa, chăm sóc hoa để đến mùa thu hoạch, đem bón để làm kinh tế cho gia đình. Đây là một trong những hoạt động hàng tuần của chi hội phụ nữ thôn Dương Lâm 2. Vào mỗi cuối tuần, chị em phụ nữ thôn Dương Lâm 2 luôn duy trì ngày Chủ nhật xanh, dành thời gian cho phong trào phụ nữ bằng việc quét dọn, chăm sóc đình làng, đoạn đường cây xanh gần 200m luôn sạch đẹp. Chúng tôi đánh giá cao cái hoạt động mà các chị vận động được các chị em hội viên phụ nữ tham gia sản xuất tại mô hình hoa Gò Giảng và duy trì được cái ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp. Tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, chi hội phụ nữ 2B Sơn Thủy có 145 hội viên trên 158 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Để thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia công tác hội, chi hội phụ nữ 2B Sơn Thủy luôn đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ trong các hoạt động. Với cái công tác này thì chúng tôi sẽ dùng công tác truyền thông để mà tuyên truyền cho những bà con trong khu phố, và chúng tôi hướng dẫn họ phân loại rác thải. Với mô hình thu gom rác thải, không chỉ đến từng nhà để thu gom, tổ nông cốt còn tuyên truyền hướng dẫn cho bà con trong khu phố phân loại rác thải. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần làm sạch môi trường. Ngoài ra, với số tiền thu được từ việc bán rác thải nhựa sẽ là nguồn kinh phí giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư. Đây là cái ý nghĩa rất là thiết thực, được hậu viên và nhân dân hưởng rất là cao. Và những cái mô hình triển khai đó gần như là thiết thực đi vào cái cuộc sống của người dân trong cái khu dân cư này. Trong khu phố này, thực hiện mô hình sống xanh, trồng hoa và cây xanh vì thành phố Đà Nẵng bền vững về môi trường, chi hội tiếp tục duy trì thực hiện đoạn đường phụ nữ tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, tiếp tục duy trì sinh hoạt nhóm sống xanh có 21 thành viên tham gia, mỗi chị đăng ký hạn chế sử dụng từ 2 đến 3 túi ni lông mỗi ngày. Chi hội đã thực hiện mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh, tối ưu hoạt động phân loại, tái chế thông qua tổ nồng cốt phân loại rác thải,
Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, tổ đã thu gom được gần 10.000 lon bia, 231 kg nhựa, 136 kg sắt, 360 kg giấy để gây quỹ với số tiền gần 4 triệu 500 ngàn đồng. Tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Chi hội Phụ nữ 2 Đông Xuân rất tích cực trong công tác phong trào hoạt động hội. Từ mô hình thu gom, phân loại rác thải, chi hội đã sáng tạo hai mô hình ngôi nhà xanh để thuận tiện hơn trong việc thu gom rác thải nhựa. Từ khi mà thực hiện xây dựng hai cái mô hình ngôi nhà xanh á, thì thấy rất hiệu quả và thiết thực, được đông đảo chị em, bà con hưởng ứng, tham gia. Trước đây, chị em phụ nữ chưa chú trọng đến việc thu gom rác thải nhựa. Sau khi có mô hình ngôi nhà xanh, số lượng lon bia, chai nhựa được phân loại và rất tiện lợi cho việc thu gom. Qua đó, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, vừa góp phần tiết kiệm, gây quỹ cho những hoạt động khuyến học, thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cộng đồng, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Đây là một chương trình ý nghĩa rất là sâu sắc. Tất cả mọi người đều chung tay góp sức đã làm nên một khu phố xanh sạch đẹp. Mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa tuy là cách làm đơn giản nhưng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Các hoạt động này không những góp phần giữ gìn môi trường sống mà còn xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nếp sống mới tại khu dân cư. Thưa quý vị, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 với 3 công trình trọng điểm do thành hội phát động, gồm vạn phần quà san sẻ yêu thương, tỷ đồng cho thiết bị xanh môi trường sạch và chuỗi sự kiện sắc cam thắp sáng và hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Sau 3 tháng phát động, mỗi cấp hội một cách làm hay, sáng tạo đã góp phần làm cho chương trình thi đua trở thành những phần việc vô cùng ý nghĩa, nhân văn và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội. Đặc biệt nhất là công trình thi đua tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch. Công trình này đã vượt 287% so với mục tiêu đề ra với tổng giá trị hơn 2 tỷ 870 triệu đồng. Thông qua các thiết bị, phương tiện truyền thông thu gom phân loại rác thải đã trở thành phương tiện truyền thông hiệu quả, chuyển tải thông điệp vì môi trường xanh, kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng lan tỏa hành động đẹp, sống có trách nhiệm, thực hiện phân loại rác thải đúng cách, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Những thiết bị, phương tiện truyền thông thu gom phân loại rác đã trở thành thương hiệu riêng của Tổ chức Hội Phụ nữ Đà Nẵng sống xanh, hành động xanh. Tại khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao tặng trang thiết bị thu gom rác thải, các phương tiện để cổ động trực quan, vận động du khách bỏ rác đúng nơi quy định. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiếp tục hỗ trợ 100 cây hoa hoàng hậu trồng tại di tích để góp phần bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, hướng đến là một trong những điểm ấn tượng đối với khách du lịch khi đến tham quan tại khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây phải nói là một cái việc làm ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố. Thay mặt cho đảng ủy lãnh đạo ban thì chúng tôi cũng rất tri ân và rất trân trọng cái sự quan tâm này. Và cũng xin hứa rằng những cái trang thiết bị và các cái phương tiện này chúng tôi phát huy một cách có hiệu quả để thể hiện cái sự quan tâm của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố. Cũng mong rằng trong thời gian sắp tới có nhiều cái hoạt động và được nhận lấy nhiều cái sự hỗ trợ này để ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn mỗi ngày một phát huy được hơn nhiều hơn nữa cái vệ sinh môi trường cũng như là cái bảo vệ cái môi trường của di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với công trình vạn phần quà san sẻ yêu thương cũng đã vượt trên 264% so với mục tiêu ban đầu là vạn phần quà. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, vượt khó, phù hợp với tình hình dịch bệnh, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hội viên phụ nữ khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 8 tỷ 318 triệu đồng cho hơn 23.000 hội viên phụ nữ và 3.347 trẻ em. Công trình, chuỗi sự kiện sắc cam, thắp sáng và hành động trở thành hiệu ứng tích cực, lan tỏa, thể hiện cam kết của tổ chức hội trong xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em,
hướng đến sử dụng trang phục mang sắc màu riêng của phụ nữ Đà Nẵng. Từ khi phát động, thì các cấp hội phụ nữ cũng như là hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hưởng ứng rất tích cực, tổ chức nhiều hoạt động rất là sáng tạo với nhiều mô hình, nhiều công trình, nhiều phần việc, tạo hiệu ứng tích cực và có đóng góp rất là hiệu quả vào phong trào hội cũng như là hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên phụ nữ cũng như là các hoạt động của địa phương, tạo được cái đợt thi đua sâu rộng trong các cấp hội cũng như hội viên phụ nữ. Chúng tôi đã đăng ký với Trung ương hội 3 phần việc cụ thể. Công trình thứ nhất là vạn phần quà san sẻ yêu thương, công trình thứ hai là tỷ đồng thiết bị xanh môi trường sạch và công trình thứ ba là hưởng ứng sự kiện sắc cam thắp sáng và hành động vì thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực phụ nữ và trẻ em. Có thể thấy, đợt thi đua đặc biệt này không những đem lại thành công ngoài mong đợi, tạo hiệu ứng tích cực, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng, xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, tô đẹp thêm phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Thưa quý vị, không có sự mất mát nào lớn hơn khi trẻ em phải mồ côi cha mẹ. Đại dịch Covid-19 tàn khốc đã lấy mất tình yêu thương, nơi nương tựa, để nhiều trẻ em phải chịu mất mát cả về tinh thần lẫn vật chất. Chính vì vậy, chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động vừa như sự xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Một côi mẹ, ba đi làm ăn xa. Em Phạm Phú Tâm Khai, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hòa Khánh Nam, cùng chị gái sống với bà nội già yếu. Chị gái mắc bệnh thận nặng nhiều năm nay, nên cuộc sống của ba bà cháu càng khó khăn hơn khi số tiền đi lượm chai bao hàng ngày của bà không đủ trang trải cho cuộc sống. Gia đình con thì được các cô hội phụ nữ quan tâm và chú ý đáng giúp đỡ. Và con cảm ơn các cô trong hội phụ nữ đã giúp đỡ với gia đình con và con sẽ hứa là học giỏi để lớn lên kiếm công ăn việc làm nuôi nội. Tại quận Liên Chiểu có 259 trẻ em mồ côi. Sau khi triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội phát động và Thành hội tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu đã ra soát và nhận đỡ đầu cho 15 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong cái thời gian vừa qua thì quận hội cũng đã tiến hành vận động các mạnh thường quân hỗ trợ quà Tết, rồi áo quần, sách vở cho 15 cháu này được tiếp tục đến trường. Và trong cái thời gian sắp đến này thì quận hội cũng đã vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu về cái thời gian lâu dài với cái kinh phí hỗ trợ tối thiểu là 6 triệu đồng trên một năm. Đây là gia đình em Lê Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiểu La, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Trong căn nhà nhỏ này, ba mẹ con sống cùng nhà nội khi ba em bị tai nạn vừa mất. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi trước đây người chồng là lao động chính trong gia đình. Giờ đây không có nguồn thu nhập, hai con còn nhỏ, mẹ không có việc, cuộc sống của các em càng bấp bênh vất vả hơn. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, khi các em phải sớm mồ côi, mất đi sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ, người thân. Nỗi đau này với các em là quá lớn, không thể bù đắp được. Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 21.000 người, trong đó có 2.352 trẻ em mồ côi. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc trong thời gian dài. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu đây là một cái chương trình hết sức nhân văn và ý nghĩa, không chỉ mang đến vật chất đối với trẻ mà còn mang đến tinh thần, giúp cho trẻ vượt qua những khó khăn để mà ổn định cái cuộc sống của các trẻ trong thời gian sắp tới. Và các cấp hội phụ nữ thành phố thì cũng đã kêu gọi và vận động các cái tổ chức, các cái mạnh thường quân, các cá nhân cùng chung tay với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng với lại các cấp hội phụ nữ thành phố để triển khai cái chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn này. Với tinh thần dang rộng vòng tay, xoa dịu phần nào nỗi đau cho trẻ em mồ côi do đại dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động và kêu gọi các tổ chức cá nhân có tích cực hỗ trợ, nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Trước mắt tập trung vào trẻ mồ côi do đại dịch để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng,